Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, chuyên khoa tim mạch của Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm, dù là bệnh nhân, người nhà hay thậm chí là cả nhân viên y tế. Đó là đo huyết áp tại nhà. Tầm quan trọng của đo huyết áp tại nhà cũng như là việc lựa chọn máy đo huyết áp và thời điểm đo nào là phù hợp. Như chúng ta đã biết thì chỉ số huyết áp là một chỉ báo vô cùng quan trọng. Nó dùng để chuẩn đoán bệnh tăng huyết áp cũng như chuẩn đoán mức độ của bệnh tăng huyết áp. Và chúng ta dùng cái chỉ báo này để theo dõi cái hiệu quả điều trị, cũng như là các bác sĩ sử dụng cái chỉ số huyết áp này để điều chỉnh thuốc men cho bệnh nhân. Tuy nhiên, huyết áp là một con số mà nó dao động chứ nó không hằng định cả ngày. Chính vì thế, nếu chúng ta chỉ đo huyết áp một lần vào thời điểm chúng ta đi khám thì chúng ta sẽ không có được một cái bức tranh toàn cảnh về con số huyết áp cả ngày cũng như nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng. Để mà có một cái bức tranh toàn cảnh như vậy thì cái phương pháp phù hợp nhất cho chúng ta đó chính là tự theo dõi huyết áp tại nhà. Bởi chỉ có vậy chúng ta mới có thể theo dõi được một thời gian như thế, theo dõi thậm chí là nhiều năm đó. Thì chúng ta phải hiểu rằng con số huyết áp nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, từ những cái hoạt động thể lực hàng ngày như là thể dục thể thao, những yếu tố tâm lý, tình cảm, stress, hoặc những yếu tố ngoại cảnh cũng như các loại thuốc men khác. Chính vì vậy, việc hiểu tầm quan trọng và việc chúng ta có một cách đo huyết áp đúng là vô cùng quan trọng. Vậy khi đo huyết áp tại nhà thì chúng ta sẽ lựa chọn loại máy nào và thời điểm nào là phù hợp? Thì theo cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng như Hiệp hội Tim mạch Việt Nam thì chúng ta có thể lựa chọn huyết áp thủ công cũng như là huyết áp điện tử. Tuy nhiên, việc lựa chọn huyết áp điện tử để theo dõi huyết áp tại nhà thì được khuyến cáo là nên lựa chọn vì tốt hơn. Nó tốt hơn ở hai điểm chính. Thứ nhất, đó là huyết áp điện tử thì có cái độ chính xác rất cao, không thua kém gì so với huyết áp thủ công. Khi chúng ta đo thì con số huyết áp chúng ta thu nhận được thì sẽ chênh lệch so với huyết áp thực tế là dưới 30 thủy ngân. Chúng ta cũng không như thế, còn nhận được thêm cả nhịp tim nữa, và cái con số sai số của nhịp tim là dưới 5 nhịp. Và ngoài ra thì huyết áp tự động có một cái ưu điểm rất lớn, đó là sự thuận tiện. Chúng ta có thể đo huyết áp mà không cần đến sự trợ giúp của người thân. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể rất dễ dàng học được cách đo huyết áp chỉ sau 10 đến 15 phút. Và cái thứ ba là nó cũng rất nhỏ gọn, chúng ta có thể mang đi nhiều nơi để theo dõi, không kém gì so với thủ công cả. Và có một vấn đề nữa, đấy là khi chúng ta theo dõi huyết áp tại nhà thì chúng ta lựa chọn máy đo huyết áp như thế nào là phù hợp. Thì một máy đo huyết áp phù hợp là một máy đo huyết áp có thương hiệu, ví dụ như Omron chẳng hạn. Cái thứ hai đó là chúng ta phải lựa chọn máy đo huyết áp có băng quấn, loại quấn ở cánh tay, tránh dùng loại quấn ở cổ tay cũng như ngón tay vì những vị trí này sẽ gây ra sai số. Và chúng ta phải có một cái vòng bít phù hợp với chu vi của cánh tay của mỗi người. Cái thứ hai nữa, đấy là chúng ta cần phải đo huyết áp đúng cách. Như là bài trước chúng tôi đã chia sẻ, bạn nên ở nhà nên ngồi thả lỏng khoảng 5 đến 10 phút nghỉ ngơi, sau đó ngồi trên bàn, để tay lên mặt bàn, để sao cho cái băng quấn ở cánh tay ngang với mức tim. Rồi chúng ta tiến hành đo, và nên đo bằng máy đo tự động thì đã thu được con số huyết áp là chính xác nhất. Chúng ta nên lưu ý rằng ấy, là huyết áp khi mà theo dõi ở nhà thì là phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, có một số đối tượng sẽ được hưởng lợi hơn rất nhiều và rất cần thiết phải theo dõi huyết áp tại nhà. Ví dụ thứ nhất như là những người có cái nguy cơ cao, khi đó cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ để có thể điều chỉnh thuốc và giảm các cái biến chứng. Thứ hai là những cái đối tượng tăng huyết áp mới phát hiện. Đấy. Cái thứ ba là những một số đối tượng đặc biệt như chẳng hạn như là phụ nữ có thai. Và thứ tư là những cái đối tượng mà khó phát hiện tăng huyết áp như là tăng huyết áp áo choàng trắng hay là tăng huyết áp ẩn giấu. Chúng ta nên lưu ý rằng là có một nhóm đối tượng đặc biệt là có thể gây sai số và không nên theo dõi huyết áp tại nhà mà cần phải theo dõi tại phòng khám. Đó là những người bị rối loạn nhịp tim, đặc biệt là những người có rối loạn nhịp tim kiểu rung nhĩ, tức là loại nhịp hoàn toàn và có tần số tim nhanh, thì khi chúng ta tự đo huyết áp tại nhà thì có thể gây ra sai số. Và tôi xin kết luận lại với 4 thông điệp mang về cho tất cả mọi người. Thứ nhất, đó là theo dõi huyết áp tại nhà là vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết đối với tất cả các bệnh nhân bị tăng huyết áp. Thứ hai, đấy là việc lựa chọn thiết bị theo dõi tăng huyết áp ở nhà thì đo huyết áp tự động nên được ưu tiên hơn so với đo thủ công bởi sự tiện lợi cũng như độ chính xác cao. Và thứ ba, đó là khi chúng ta lựa chọn máy đo huyết áp tự động thì nên lựa chọn một thương hiệu uy tín và với một cái máy đo huyết áp có cái băng quấn phù hợp với mỗi người và một cách đo đúng. Và cuối cùng
đấy là một số đối tượng đặc biệt, đó là những người bị rối loạn nhịp tim, đặc biệt là rung nhĩ và có tần số tim nhanh thì không nên theo dõi tại nhà mà cần được theo dõi huyết áp ở phòng khám bởi các bác sĩ của chuyên khoa. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.